chơi những cái ngày hội xuân như thế này và là cái Tết cổ truyền thì thường thường bao giờ chúng tôi cũng muốn hướng về cái truyền thống, cho nên chúng tôi thường thường rất thích mặc những cái áo dài truyền thống. Phấn khởi quá cái gì nè, bây giờ là thanh thiếu niên nó còn mặc áo dài, trẻ con còn mặc áo dài chứ đâu phải cứ là các bà già. Ồ, các con rất thích, các con bảo rất thoải mái, dễ chịu. Mà hôm năm nay thời tiết nó cũng được ấm cúng nên là các con mặc những bộ trang phục áo dài là rất là phù hợp. Bộ trang phục này là do con dâu của tôi may. Thì năm nay thì cái xu hướng áo dài nó rất là phổ biến. Mình chọn cái màu là giữa cái màu đỏ và mấy cái màu xanh nó pha lẫn với nhau để tạo nên cái một mùa xuân mới. Lạ nhất ấy cháu, cái bộ quần áo là bà thấy ba mẹ con đó là bà chưa thấy đâu. Chứ còn những áo đỏ, áo xanh ấy thì nó nhiều rồi. Nó khác mà nó lại lịch sự. Mùa đầu năm mới khởi đầu tất cả bằng cái gì nó là trong trẻo và trong sáng nhất. Con mong muốn là kể cả đi học, đi chơi nữa. Ở nhà cũng thế, con rất là thích mặc cái bộ áo dài này. Tôi vừa mới đến Hà Nội thôi. Tôi nhìn thấy các bạn mặc áo dài truyền thống rất đẹp. It keeps the tradition alive. Mặc áo dài ngày Tết cũng là một cách để các bạn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.